Em chào bác, em Lâm đây, đã tiếp tục quay video cho các bác đây. Thì trước mắt qua đây là một con Zinai, hàng này là phím vặn, đánh ngửa bằng hai pin. Đây, thì dòng này thì thông dụng ở Việt Nam mình dễ dùng. Đấy. Vì cái form này nó giống cái form mà từ thời trước giờ thì dễ dùng luôn. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nha em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ba Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975360433. Đấy, có ai là tiện thoại gọi liên hệ thì em không làm mất thời gian bao nữa, em quay vào bếp luôn các bác đây. Con này của nó là mặt men. Đấy, mặt men màu đen tuyệt. Đây. À, dùng thì rất là dễ dùng luôn. Đây. Rất là dễ dùng luôn. Đấy. Con này thì nó giữ 3 giây để các bác cho nó không thu ga, để các bác lướng đồ khô, rán hay xào đồ khô. Đấy, không sợ thu ga. Đấy. Còn bên đây thì là lò nướng. Đây, lò nướng ở dưới này. Đây, giờ đây em quay qua thành vách cho các bác. Đây, con này là sơn zin tuyệt đối nhá. Con này thì lò nướng chưa dùng một lần nào luôn. Đây, thì em quay qua vào tem của nó. Con này bắt đầu xuất xưởng vào tháng 2 năm 2015. Mã là IC330FB. Đây, lò nướng này. Lò lướng chưa mà là được bật luôn, em khẳng định luôn. Đây có nhìn đây vẫn còn xanh mè luôn. Đây, để bật sổ trong thì có thể nhìn luôn. Bật điện này. Chưa được mà dùng luôn. Đây, xanh mè luôn. Bếp đây, để bác xem tin này. Như mới luôn. Chưa dùng một lần nữa luôn. Hầu như bếp còn tầm trên 90%, khá là đẹp và sắc nét. Đấy, mà các bác cái gì cái kèn đồng thì là biết là chưa có một cái ui nó nóng, chưa có một ai đánh dây giáp mà đánh kiểu gì đấy nó vẫn mất lớp bóng này. Đấy, nó đẹp như này mà đen xì luôn. Đây. Đấy. Con này thì em bán giá rất là bình dân. Đấy, con này giá em bán cho các bác là giá là 2.400.000 đồng. Đấy, đã bao gồm em bảo hành 2 năm, tặng pin và tặng lưới thông chuột. Đấy, bao lấy thì alo cho em trước này, giá rất bình dân luôn. Đấy, con này hầu như còn đẹp sắc nét luôn. Đấy, tháng 2015, bếp chất bếp thì cực đẹp luôn. Dòng Panama này bao giờ nó là dòng bếp cao cấp nên là nó sẽ đắt hơn bếp Zinai một chút. Đấy, bác nào thích chiếc này thì alo cho em. Đây, em dùng hai số điện thoại nhé. Bác nào lấy thì alo cho em. Em sẽ kết thúc video ở đây nhé, chào các bác.